Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của shop phụ kiện Minh Thảo PCB. Hôm nay em sẽ review cho anh em một cái mẫu kính ngắm của hãng Discovery. Cái dòng này là dòng kính ngắm cao cấp anh em nhé. Kính ngắm cao cấp thì loại này thì nó có tên gọi cho anh em đó là kính VT3 thông số 6-24x50, hàng SF FFP, chống rung giật, chống nhảy tâm cực cao đấy các bác nhá. Mọi người đây, anh em có thể nhìn thấy ngay ở trước mặt tất cả các bác, đó là cái chiếc tâm này thì nó là tâm số khắc kính rất là hiện đại và cao cấp anh em nhá. Đấy thì bên shop em thì là luôn luôn là ship hàng là COD đồng kiểm toàn quốc cho tất cả anh em. Đối với những anh em nào mà thích cái con kính VT3 này thì thật sự em cũng rất là thông cảm cho em, đó là khi gửi con này đi mọi người thông cảm em sẽ không cho kiểm hàng. Bởi vì sao? Có rất nhiều trường hợp em gửi hàng đi em đã bị đổi hàng, cháo cắp hàng rồi. Mỗi kính này em lãi được 1-200 nghìn, nhưng mà nó trị giá toàn vài triệu đồng, đối với toàn vài triệu đồng thôi. Thế nào con sâu bỏ dầu lối canh, anh em chú ý là giúp em là khi anh em mua cái kính này thì sẽ không được đồng kiểm mà anh em sẽ phải chuyển khoản trước cho em 200 nghìn đồng. Đấy, chuyển khoản trước cho em 200 nghìn đồng và không được đồng kiểm anh em nhé. Đấy, các bác nào mà thiện chí thì mua, em mất lòng trước được lòng sau đấy, để cho anh em chơi thế nào cho nó ok nhất. Đấy, bên em còn bên em bán hàng thì bên em thì số điện thoại bên em đây, bên em bán hàng thì đảm bảo cho em 100%, đó là uy tín là quan trọng nhất. Tiền bạc thì không thành vấn đề nhưng mà uy tín phải là quan trọng nhất các bác nhé. Sau đây em sẽ mở cái hộp kính này ra để review sản phẩm cho tất cả anh em đam mê chơi nhé. Một chiếc hộp đầy đủ của nó đây, chân kính đây. Con VT3 này thì nó được trang bị có cả bánh xe số các bác nhé, được trang bị luôn bánh xe số cho tất cả anh em. Đây, một chiếc bánh xe số như này. Không phải tí nữa sẽ thử cầm con này ra ngoài trời để xem cái độ nhìn sắc nét của nó nhé. Đây các bác nhá, VT3. Đấy, bên em thì có một loại VT3 mili và đây là một loại dòng VT3 chữ thông số lớn anh em nhé, VT3 thông số lớn. Đây, mọi người lắp cái bánh xe vào đây. Như này là đã hoàn chỉnh rồi anh em nhé. Thật sự là khi cảm giác mà em cầm cái chiếc kính này lên thì rất là đầm tay. Rất là đầm tay anh em nhé. Nó nặng hơn, nó sẽ cân nặng hơn so với những cái dòng kính kể cả USA đắt hay là những cái dòng mà kiểu Z800, Z1000. Đấy, em cảm giác là nó nặng hơn này. Đấy. Cái này thì được trang bị cho tất cả mọi người, đó là độ zoom chỉnh lên xuống, chỉnh sang trái sang phải, căn chỉnh góc và chiếu xa 6-24 lần thông số lớn. Tâm là tâm khắc số khắc kính anh em nhé. Thân kính là thân kính phi 30. Đây đặt lên phát đã ăn nhìn kính ngay rồi. Đấy, thì để em xem đây anh em sẽ quay từng cái góc cạnh một để cho anh em xem cái độ của nó nhé. Đây ốc, đây ốc, ở đây là con này là của FFP chống rung giật chống nhảy tâm anh em nhé. Nói chung là một chiếc kính này thì không thể chơi với đâu được. Một cái điểm mà em đáng chê của con này là tại sao lại không có đèn hồng tâm? Tại sao con này lại không có đèn hồng tâm? Nó hơi bị buồn một chút. Đây, ở đây nó sẽ tích hợp cho anh em luôn là ống chụp lóa triệt tiêu ánh sáng các bác nhá. Đây, triệt tiêu ánh sáng nhá. Đấy, còn bây giờ em mời mọi người là cùng em cầm con này ra cửa để xem độ sắc nét của nó nhé.
các bác thấy không? Ra cái chỗ đèn lồng kia chắc phải rơi độ 150m mất. Ở đây cái điện thoại cũng không nhìn thấy này, điện thoại mắt thường không nhìn thấy nhá. Con này là chỉ là led thôi. Đấy, khi bác nào mà có thích cái con này thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của shop em nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.